Hello anh em, và trong video này thì chúng ta sẽ đến với tướng rừng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Vâng, không ai khác đó chính là Amumu. Căn bản là sau khi được thay đổi hiệu ứng chiêu cuối từ chỉ trói chân cũng như là cầm đánh ấy, trở thành làm choáng thì Amumu đã trở nên mạnh hơn khá nhiều. Tuy nhiên với cái trang bị mới của giai đoạn tiền mùa giải thì Amumu tank không chỉ trâu bò lại còn có sát thương ngang bằng với bất cứ một tướng lên đồ hoàn toàn sát thương nào. Trở lên cực kỳ lỗi hơn thế nữa với cái việc là đem chinh phục cũng như là thợ săn tàn nhẫn thì Amumu còn có khả năng hồi phục trong giao tranh một cách khủng khiếp luôn á. Cái sát thương từ khiên thái dương cũng như là từ khóc của Amumu thôi nó đã quá khủng khiếp, mà cái hồi chiêu từ khiên thái dương khiến cho Amumu hồi chiêu cuối cực kỳ nhanh cũng như là chiêu quy đu bám quá khó chịu đó. Thì trong hành trình đấu tranh Trung Quốc này tớ cũng sử dụng Amumu vài trận cho các bạn thấy là Amumu mạnh như thế nào. Nếu các bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Một điều nữa là hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục mỗi ngày lúc 21 giờ 12 phút trên YouTube và 23 giờ trên Nimo.tv / Aloda nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chạy đi không? Tôi giết được nó rồi. Nó sẽ nhìn thấy mình đang tới nhưng mà phải chấp nhận thôi, nó ở trong này. Che đó. Nãy giờ tôi toàn phải nhường nó cả con Red đấy chứ. Đây, mít đầy máu hơi khó ganh. Tôi đang ganh top. Ok, có cái này thì thằng thì ngon rồi, ganh dễ rồi. Đấy, top nó mất tốc biến đúng không ta? Giết đâu anh? Kiểu đi chạy theo đốt rồi. Sao chạy được không? Mười điểm. Chà, lên top à? Nó đang tới. Tới được mà, double kill. Thằng đã xuất nên chạy rồi, đừng kiểu hit run ấy. Nó cứ hit run ấy, thành ra là khó. Đó. Chạy theo ai đốt. Quá đơn giản. Đập cái trụ đi. Đánh cái trụ xong rồi giết nó. Thông minh phết nhờ. Chạy theo rồi. Quy luôn. Tôi đang 12 stack chinh phục ấy, nên là tôi nghĩ là tôi thắng. Ờ, không à. Khỏe thế. Không, không đâu. Con set nó đấm phần trăm máu. Và nếu mà mua đồ thì mình thắng. Không thì thôi. Ok. Một đồ. Để ninja. Sắp gai. Máu. Giờ lên cái mũ này luôn không ta nhỉ? Lên cái mũ AP ấy. Cái này này. Nhưng mà thật ra thì cái đấy chỉ đốt phần trăm máu, bọn nó toàn con đam, thế chả cần đâu. À, lên sử cái giáp gai luôn, xong, win. Ăn nhanh ấy. Chợt nhận ra rồi con Kai'Sa 10 sang. À, giờ mới nhận ra là con Kai'Sa 10 sang. Giết nó trước đi không? Ông giết thằng kia đi. Này xa 10 xác của chúng tôi. Ok. Xem tank mạnh hơn hay là Kai'Sa full đồ mạnh hơn. Không đừng khinh cái Kai'Sa, nó khỏe đó. Ui, bay vào giết luôn, bắn. Nice, tôi đang tới. Phải thắng ăn được Baron thì ngon.
Có đi. Quá khỏe luôn á. Hai Baron quét sạch rồi, không ăn nữa thì đợi bao giờ ăn. Nhìn một cách sai, nó Lucian gãi 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 nhẹ ở người mình ấy ạ. Cái này giảm được bao nhiêu đam? Giảm được có 13 đam rồi. Nội tại của nó hơi phế. Thà cái nội tại cũ khi ngon hơn. Mà thôi, không thể đòi hỏi quá nhiều đồ tanh được. Cái gì cũng muốn. Này các bạn thấy là 30% thời gian hồi chiêu ở cái build hiện tại nó là một cái gì đó broken as fuck. Rồi, đi đúng đường ấy bạn. Rồi, đi đúng đường ấy. Đi nó lại đúng hướng thế. Tới đi bạn. Thường. Quét sạch. Hai con tanh càn hết cả đội hình. Anasus ra nó cũng chỉ là con tanh mà. Ừ, đã sớt chết rồi. Về đi các bạn. Căng thế nhở. Cái xa với chúng tôi này. Ui, đau quá, ai da, đau quá, ai da. Ui, đau thế, ai ui, ui, a à, ui, a à. Cân bằng, as fuck bro. Zen la chậm sung sướng à. Đây, thằng ấy trôn làm gì, 45 tranh rừng. Các bạn còn muốn chứng minh như thế nào nữa? Ơi. Không phải Amumu thì trận này thua. Đây là các bạn xem sát thương này đâu nhỉ? Thấy không? Đây là sát thương gây ra của tôi. Đó, bằng thằng AD. Cái cover nó một tí cũng được, mất khoảng 20 giây. Nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Victor cầm thanh tẩy. Không sao, đổi mạng vậy tôi có tàn tích 30. Chạy ra ganh thôi, kiểu đánh đơn giản. Không nghĩ là đối phương đã có đây. Đấy, con này cũng được. Giết được con nào chắc chắn thì giết thôi. Ê, game này khó nhưng mà tôi nghĩ là đánh được. Winnable. Đây, kinh nghiệm lên 6 á. Mạng này thì phải KS thật nhiệt tình thôi. Tại bọn nó đánh ngáo lắm. Không KS tôi không có đồ không gánh được. Boss thắng không? Boss vẫn đang thắng. Cam mít phải điên cuồng luôn. 5 giây đánh. À, bắn đi không? Ai, vậy được rồi. Không có khiên Thái Dương, yếu quá. Hà Nội đi không? Rồng đấy quan trọng quá trưởng á. Ai không? Đang tới. Ui,
chưa? Không tới. Ui, tí được mạng nữa kìa. Hai. Cái, được, được. Ít ra ăn được rồng. Ăn được một số mạng, đổi bạn thôi. Đang tới. Jin này bắn chiêu cuối tốt phết đấy chứ. Bắn hụt đúng phát đầu tiên. Vì đối phương tàng hình à. Đường sống không muốn, ông lại muốn vô vào đường chết ạ. Thì ra mày chọn cái chết. Không thì bắt thằng Shen này. Này này, lên. Có. Chia B nó câu giờ được mà. Giết nó rồi, tôi giết thằng này xong. Baron, Baron. Raven nó vừa đi được này á. Căng thế. Căng thế. Chia bê trôn quá. Thôi vậy đi ông. Vậy cũng được. Tại AD mình nó có Senna, nó không thuộc dạng bảo kê, nó khó sống. Sao trận này win rồi. Tôi nghĩ là đến được đoạn này thì win được. Đoạn này team nó khó lắm. Biết là thằng AD mình sống được. Không không khó để thắng. Bao giờ đớp tanh sao cho cân bằng á. Giảm đam của cái giáp lửa thôi. Sống dễ mà. Tại vì thật ra thì độ trâu của nó không khủng khiếp lắm ấy. Độ trâu của nó không phải là cái khủng khiếp. Vì đồ tanh này nó cũng không trâu đến thế đâu. Chỉ là đam to quá thôi. Giảm khoảng 20% đam đi là cân bằng. Giảm sức mạnh một số con tướng nó nổi bật quá. Như kiểu con On đi. Giờ lên đồ búp cho đồng đội hơi khó ấy. Tức là những cái đồ như kiểu dây chuyền Iron Solari thì nó lại là thành đồ thần thoại rồi. Chết, đang tới ấy. Đánh được, thắng được. Ui, đánh tiếp không? Chết đi một tí nữa. Xem ra đây. Ủa ông làm gì ông làm, ông ấn đồng hồ ông sai rồi. Chào. Xem ai khỏe hơn. Ông mày khỏe hơn chắc rồi đấy. Ông thắng rồi, ông nhất rồi, ông nhất rồi, ông là nhất. Ông là vô địch. Xem ai khỏe hơn. Đây tác dụng của Chita V bắt được phát huy. À, bị gáy với cả Sen à. Ôi, vẫn, mày ít ra mày vẫn phải né chiêu nhá. Ui dồi ôi, nhìn cái đam đốt của con Sen kìa. Ít ra nó cấp 16, nó vẫn hơn 2 cấp ấy, nó có cái dìu lan rồi. Đam ghê quá. Thế là được rồi. Ôi Raven ơi. Hay quá nhở. Bắn đi bạn, bắn tớ đi cậu. Đúng rồi, bắn tớ đi. Bắn tớ đi. Mày thề luôn, có Kha'Zix ung thư thật. Cái trò Kha'Zix ăn mục tiêu, lớn ấy. Nó là vô địch cả. Mà chết.
chết nốt rồi. Đây à, nhanh đấy. Ê chà, khó chịu thế. Rồi, win rồi. Nè, vào đây bắn tôi nè. Chỉ là con tanh thôi mà. Đấy, sống đi bạn. Vô địch vũ trụ. A màu màu. Đối phương đã đầu hàng đúng không? Vô địch. Đồ tanh mạnh nhỉ, chắc con chăn đồ. Chăn đồ không. Ờ đúng rồi, chăn đồ hot bởi vì chăn đồ là anti tanh. Cũng đúng. Nếu mà đối phương có hai tanh thì nên chơi chăn đồ. Vào chuối rồi này. Nice. Đây các bạn lại xem sát thương một lần nữa này. Không có một đồ đam nào bằng thằng lên full đam là thằng Jin. Về đi. À, đang tới. Nó không chết được. Có lá chắn mà. Vật lá chắn đây là được. Lắc 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 lắc. Được rồi. 10 điểm. Ui, bạn vào nhập đời rồi. Ui, bạn đột gặp phải cơ động rồi bạn ạ. Gặp phải gớm rồi. Ui ôi. Ui, ven cân 2. What? Tôi đang ngủ mơ ạ. Ui ôi, vừa nói xong thì nhìn quá chiêu cuối. Ngu mắt. Không mà Leona cũng là một con rất mạnh. Nó trâu hả? Thấy không? Chạy đi đâu? Chạy đâu được đây? Lắc đầu. À hello cậu. Hello. Đáng nhau không? Bó cậu chết hết của mà. Chưa bao giờ thấy trận đấu một chiều như thế ạ. Đấy, công diễn nó đi. Ôi, ông làm gì đấy? Ui, thế mà hụt á. À, vô ông ơi. Nhậu nó. Thái dương hạ sát. Ui, được nhờ. Ui, thế này làm sao đánh lại được. Choáng 2 giây. Lắc đầu một cái, bằng trụ chơi luôn ông ơi. Chơi đi không phải nghĩ đâu ông ơi. Túm vào đầu nó ngay. Sợ khóc. Trời ơi. Tiếp các bạn ơi. Có tôi ở đây rồi các bạn còn sợ cái gì. À, mày sợ thật sự. Long am bâu bâu. Đầu hàng rồi à? Đấy, đầu hàng rồi, 15 phút. Có được giải. Sức mạnh của chơi theo meta. Gì đấy? Đấy, mày có bãi sói đấy, mày nhậu đi. Ừ rồi, ông túc biến đi, ừ rồi. Vẹt vai. Chả hiểu chơi cái kiểu gì. Có rắc ra thì phải xác định thật một câu luôn. Câu luôn. Không hiểu sao dám đứng lại luôn. Con rắc nó khỏe mà. Còn thêm con cóc nữa lại khổ chó.
Trời ơi, hai phát. Được chưa? À, ở rồi, tớ sai rồi. Lêu lêu. Lêu lêu ức không. Lêu lêu. Thật hồng máu mũi cho cậu. Cậu thích cướp rừng tớ à? Cướp nhầm người rồi. Cấp 6. Cấp cấp 7 này. Ở sao nữa? Vào đây. Wow, sao nữa? Em ngu gọi grep là thằng đờ bờ rr. Chạy. Cả mày luôn. Chơi đi, solo. Ôi, hụt một chiêu ấy. Chơi đi. Luôn đi, cậu luôn đi. Cậu nữa luôn đi. Đánh trụ cho, đánh đi. Cái trụ luôn đi. Chết. Tới rồi. Chắc bọn nó biết là tôi ở đây rồi chứ. Ui, một phát bốn choáng bốn kìa. Má, mày trông kinh khủng không? Trông chán không? Chưa có cái gì đâu. Ôi, 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 hello. Hello. Picasso. Amomo. Kẻ vẽ đi ông. Ôi, thiếu đốt chết à? Đừng, thiếu đốt chết quê. Đó, các bạn thấy không? Không chết, không mất sắc nào. Đi đây, tôi vào nè. Trong cái thế trận nó một chiều ý. Người ở đâu chạy vào level 1 ạ. Chạy vào rừng người ta level 1. Đau thế. Bắn phát thứ tư mà bắn đi. Ừ rồi, đánh đi. Ừ, đánh đi. Chả nhau đánh.